cho chị hỏi là cái nhu cầu của khách hàng hiện nay là như thế nào? Chị có thể cho con biết không? Nhu cầu mua không hả? Mua hàng hả? Dạ. Họ có tiền thì mua, không có tiền thôi cho chịu, họ có nhu cầu. Cái thứ nhất, cái thứ hai. Con trời chứ. Tình hình là chờ ế, họ có nhu cầu chứ, cũng kỳ thì mua không thôi cho con chứ. Nhu cầu, cái chi mà cái ăn hàng ngày giờ thế nào mới nhu cầu. Con hàng thì cái nên bỏ tay luôn. Mấy hiện nay con cho tới hàng đồ Trung Quốc hết bạn hết mua luôn, tao gần đi họp luôn, về vườn luôn. Mà hàng Trung Quốc thì ít, mà hàng Việt Nam nhiều mấy chỗ chưa? Hàng Trung Quốc ít mà họ bằng đồ Trung Quốc thành thử ảnh hưởng rất là nhiều. Mấy đứa bay làm chi thì làm, mình nói ai thì cái rất ít hàng Trung Quốc. Mày con to chưa cho mình. Mày đứa con thánh bên hàng nào hàng Trung Quốc mà hàng nào Việt Nam. Chưa, là khách hàng họ nhu cầu từ hàng Việt Nam. Hai Việt Nam chất lượng cao. Dạ, 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 dạ